Và vì sao anh chị nên có một chậu anh ba khủng như vậy nha, anh ba xưa để chơi Tết năm 2024, thì ngay sau đây Hoa Lan Diphong sẽ phân tích cho anh chị nha. Và đầu tiên anh chị là màu sắc nó vô cùng tươi sáng và thác hoa nó vô cùng dài. Và cô chú anh chị mình thấy một trong những cái chậu cực kỳ khủng, chậu tác phẩm vô cùng đẹp như vậy. Anh em là lâu tàn, xiên hoa, dễ dàng ra hoa và có thể thường nắng, và lên chậu tác phẩm cũng tương đối là phù hợp đó. Về hoa anh chị, hoa của nó là cánh dài, lưỡi là lưỡi mát, sọc gân rất đẹp. Một điều đặc biệt nữa, trên thân của nó ra hoa đỉnh ngọn, ra hoa nách lá, và hầu như ra hoa trên một vị trí. Một lần như vậy rồi thì tiếp tục, nó vẫn tiếp tục có thể là nhảy vòi hoa trên nách lá tiếp theo. Nên là anh chị yên tâm về mức độ xuyên hoa của nó nha. Và anh chị thấy không, nếu mà có một chậu mà anh chị xuyên hoa, ra hoa đúng vào thời điểm như vậy á, thì anh chị chơi có thể vi vu và anh chị chơi tầm khoảng là hoa của nó tầm khoảng là từ 2 tới 3 tháng nó mới tàn. Đây là anh ba xưa. Và nếu mà anh chị nào còn một điều gì về ưu điểm hay là nhược điểm của dòng anh ba xưa này thì anh chị để lại bình luận hoặc là ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới nha. Và nếu thấy video này hay, hy vọng rằng quý cô chú anh chị mình sẽ cho Hoa Lan Diphong một lượt đăng ký cũng như một lượt tim nha.